thiện ác nhân quả chính tôi được nghe một thời đức phật ở nước xá vệ tại vườn ông cấp cô độc rặng cây thái tử kỳ đà khi bấy giờ đức thế tôn thuyết pháp có vô lượng bồ tát trời người đại chúng vây quanh yên lặng một lòng nghe nhận lúc ấy a nan tôi vì chúng sanh nên bạch phật rằng kính lại đức thế tôn này thấy thế gian cùng một giống sanh trong đạo người Có người đẹp, kẻ xấu Người mạnh, kẻ yếu Kẻ nghèo, người giàu Kẻ khổ, người vui Kẻ sang, người hèn Âm thanh bất đồng, ngôn ngữ khác nhau Có người sống lâu trăm năm chẳng chết Người ba mươi tuổi đã tử vong Kẻ mười lăm tuổi chết yếu Cho đến trẻ nhỏ bị bào thai đọa lạc Có người đoan chánh có kẻ bần hàng, có người xấu xí mà giàu sang, kẻ rất khỏe mạnh mà thấp kém. Có người nhu nhược mà lên ngôi cao, có người khổ mà sống lâu, kẻ vui mà chết sớm. Có người làm lành mà hay gặp nhiều điều khốn quẩn, kẻ làm ác là gặp phước lợi, kẻ béo trắng lại mắt lát, kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp. Có người tuy lùng bé mà đủ ý chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đê hèn. Có người nhiều con trai con gái, có kẻ cô đơn một mình. Có kẻ Ly Gia Hương đối rét lang thang. Có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc tha hồ. Có người lúc trẻ thì nghèo hèn, đến lúc già lại giàu có sang. Có người thật là vô tội lại bị bắt bớ giam hãm trong tù ngục có nhà cha tự con hiếu luận kinh giảng nghĩa có nhà anh em bất hòa đấu tranh ngang trái có người nhà cửa đàng hoàng gia sản đầy đủ có kẻ không nhà không cửa nay đây mai đó gửi thân nơi đất khách quê người sống một cách phiêu lưu khốn cực có người ở như tổ họa hang hưu giống loài ly thú cũng có hạng người ăn thịt sống, uống máu tươi, mặc áo da lông không biết văn tự. Có người ăn nhàn hưởng phước báo, có kẻ đi làm mướn không ai thuê. Có người thông minh cao sáng, có kẻ dốt nát ngu si. Có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu tiền của tự đem lại. Có kẻ giàu mà tham sản, có người nghèo lại rộng lòng bố thí có người lời nói ngọt ngào, có kẻ tiếng nói ra như gai ốc, có kẻ được nhiều người ái kính, có kẻ bị mọi người xa lánh, có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh, có kẻ sát sanh không nương tay, có người khoan dung đại độ, lại đắc nhân tâm, có kẻ bị dân chúng bỏ rơi. Có nhà nàng do mẹ chồng thiết nhau có nhà chị em dâu vui vẻ hòa hợp. Có người ham nghe pháp ngữ, có kẻ nghe kinh buồn ngủ, có hạng phủ phu vô lễ, có người hiếu học văn chương, có kẻ hay bắt chước dáng điệu những loại súc sanh. Cuối sinh Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả cho đại chúng đây nghe mãi nhất tâm hành thiện. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan tôi rằng: như ngươi hỏi ta chúng sanh thọ báo bất đồng là do đời trước dùng tâm khác nhau vì thế cho nên muôn sai vạn biệt người đời nay được tâm thân đoan chánh là do đời trước ở trong đạo người tu hành nhẫn nhục mà được kẻ bị thân hình xấu xí là do đời trước ở trong đạo người hay có tánh giận tức người đời nay bị nghèo cùng là do đời trước ở trong đạo người có tánh tham sẻn. Người đời nay được cao quý là đời trước hay lễ bái chư Phật mà được. Người đời bị hà tiện là do đời trước hay có tánh kiêu mạng. Người to lớn là do đời trước có tâm cung kính. Kẻ bị lùng thấp là do đời trước mạng pháp. Kẻ ngang tàn ương ngạnh là do đời trước làm kiếp dây. Kẻ bị đen xấu là do đời trước che ánh sáng của Phật. Kẻ bị cứng lưỡi là do đời trước nếm trai thật cúng dường. Kẻ bị đỏ mắt là do đời trước sẻn tiết ánh sáng. Người đuôi mắt là do đời trước hay khâu mắt chim ưng. Người đời nay căm ngọng là do đời trước hay phỉ bán chánh pháp. Người đời nay điếc lát là do đời trước chẳng vui nghe Pháp. Người khuyết răng đời nay là do đời trước ham ăn xương thịt. Người tắt mũi đời nay là do đời trước đốt hương bất hảo cúng dường Phật. Người sức môi đời nay là do đời trước hay đâm thọc sâu thủng mang hoặc môi cá. Người da vàng là do đời trước hay cạo lông lợn người căng tay là do đời trước hay dùi thủng tay sanh vật kẻ trần hình là do đời trước hay mặc áo mỏng vào trong chùa đứng trước tượng phật bồ tát người sắc đen đời nay là do đời trước để tượng thờ phật ở mái hiên làm khói xong tượng người đời nay bị đi khẹo chân là do đời trước thấy bậc sư trưởng không đứng dậy. Người đời nay bị lưng còng là do đời trước mặc áo mỏng ra vào quay lưng vào tượng Phật. Người bị tráng thấp hoặc trước là do đời trước thấy Phật chẳng lễ lại cầm tay gõ tráng. Người đời nay rụt cổ là do đời trước thấy các vị tôn trưởng rụt đầu chạy trốn. Người đời nay đau tim là do đời trước hay đâm chém thân thể chúng sanh. Người đời nay bị bệnh hổi là do đời trước lừa gạt lấy tài vật của người ta. Người đời nay bị bệnh ho xuyển, là do đời trước ngày mùa đông giá rét cho người thức ăn lạnh. Người đời nay không có con là do đời trước hay bắt các chim non giết thịt. Người lắm con là do đời trước hay nuôi dưỡng các sinh vật người đời nay sống lâu là do đời trước có tự tâm người đời nay chết non là do đời trước hay sát sanh người đời nay giàu to là do đời trước hay làm hạnh bố thí người đời nay có xe ngựa là do đời trước cúng dường tam bảo bằng xe ngựa người đời nay thông minh là do đời trước ham đọc và tụng kinh. Người đời nay ám độn là do đời trước làm súc sanh. Người đời nay làm toi đòi là do đời trước nghèo mà tham chứa giấu. Người đời nay hay nhảy nhót xoay cuồng là do đời trước làm kiếp khỉ. Người đời nay bị bệnh hủy là do đời trước phá hoại tam bảo. Người đời nay tay chân vặn vẹo là do đời trước hay trói chân tay chúng sanh. Người đời nay hay có ác tánh là do đời trước làm kiếp rắn rết bọ cạp. Người đời nay sáu căn được đầy đủ là do đời trước chuyên tâm giữ giới. Người đời nay các căn tay mũi, lưỡi, thân ý không được đầy đủ là do đời trước phá giới. Người đời nay hay ăn ở bẩn thiểu là do đời trước làm kiếp lợn. Người đời nay hay ham múa hát là do đời trước làm người múa hát ả đạo vườn chèo tái sanh. Người đa tham đời nay là do đời trước làm kiếp chó đầu thai người đời nay có búi thịt đeo lủng lẳng ở cổ biều cổ là do đời trước hay ăn một mình ăn vụng người đời nay bị mồm hôi thối là do đời trước hay mắng chửi rủa hỗn hào người đời nay không có năm căn là do đời trước hay thiến chó lợn người đời nay ngắn lưỡi nói ngọng là do đời trước ngồi ở chỗ vắng hay mạ nhục mắng nhiếc các bậc tôn trưởng người đời nay ham thông dâm với phụ nữ người ta thân chết đọa làm loài chim công chim sẻ người sẻn tiết kinh thư che giấu trí tuệ không chịu nói cho người chết đọa làm loài trùng ăn đất ăn gỗ con mọt người hay đeo cung tên súng đạn cưỡi ngựa chết đọa trong loài lục di mường máng mọi rợn người ham sát xanh chết đọa trong loài lang thú hổ báo chó sói người hay đeo tràng hoa chết đọa vào loài trùng tải trắng tức sâu trùng mình có hoa người hay mặc áo dài lược thượt chết đọa làm con trùng đuôi dài người hay nằm ăn chết đọa vào loài lợn. Người ưa thích mặc áo sặc sỡ, các sắc lòe loẹt, chết đọa làm loài chim loan lỗ. Kẻ hay nhái tiếng người hoặc hài hước điệu người, chết đọa làm loài chim vẹt. Kẻ hay chế giữ người, chết đọa làm loài trăng, rắn, ác độc. Kẻ hay làm buồn não người, chết đọa làm loài trùng ảo não kẻ hay tuyên truyền điều ác làm cho người ta tin chết đọa làm loài chim cú chim cắt kẻ hay nói làm cho người ta bị ương họa tù tội chết đọa làm loài thú giả hổ kẻ hay làm cho người ta sợ hãi kinh khủng chết đọa làm loài hưu nai người đời trước đi guốc giết vào chùa đời nay sanh loại có móng như móng ngựa. Người đời trước ham phóng hạ khí, đời nay làm loại trùng khí hàng. Kẻ đời trước buộc người phải ăn dè sẻn, nghĩa là bớt phần ăn của người, đời nay làm con mọt gặm gỗ. Người đời trước dùng cối giả của tăng chúng, đời nay bị làm loại trùng gục đầu. Làm thân cá giải đời nay là do đời trước lạm dụng nước của chư Tăng. Làm bẩn nước chúng Tăng phải đọa làm loài trùng ở chốn bẩn. Lấy trộm quả trái của chúng Tăng phải đọa làm loài trùng ăn bùn đất. Loài trâu lùa kéo cối nghiến là do đời trước làm người ăn trộm của chúng Tăng. Đời trước cưỡng sinh của chúng Tăng, đời nay làm loài chim bộ câu trắng đời trước nhục mạ chúng tăng đời nay phải làm loài trùng ở cổ trâu lạm ăn rau của tăng phải đọa làm loài sâu ở các thứ rau đắng bất kính ngồi giường của tăng phải đọa làm loài lương loài lịch lạm dùng các đồ vật của tăng phải đọa làm loài thiêu thân nhổ khạc trong đất chùa đời nay phải đọa làm chim dài mỏ mặc áo vàng khói bôi phấn đánh son đi vào chùa đời nay phải đọa làm chim mỏ đỏ mặc áo màu sặc sỡ vào chùa đời nay đọa làm loài chim lệ đời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau ở trong chùa đời nay phải đọa làm loài chim trùng thanh đời trước ngồi trên hoặc đạp vào tháp thờ phật đời nay phải đọa làm loài lạc đà đời trước đi dạy dép vào chùa hoặc tịnh xá, đời nay phải đọa làm loại ít, nhái, chuột bọ, vân vân. Đời trước nghe thuyết pháp mà nói chuyện làm ồn, đời nay bị làm loài chim bách thiệt. Làm ô uế tịnh hạnh của tăng ni, chết đọa vào địa ngục thiết quật. Có trăm muôn vòng dao bay xuống một lần, chém tan thân thể khi đó a nan tôi bạch phật rằng lại đức thế tôn theo như lời phật nói phạm vào của chúng tăng thật là tội rất nặng nếu như thế thì bốn chúng đàn việt làm sao đến chùa mà cung kính lễ bái được phật nói người đến chùa tăng có hai thứ tâm một là thiện tâm hai là ác tâm thế nào là thiện tâm người đến chùa tăng thấy Phật thì lễ bái, thấy Tăng thì cung kính, thỉnh kinh hỏi nghĩa và thọ giới sám hối, bỏ tiền của ra xây cất chùa chiền, kiến lập tam bảo, không tiếc thân mạng, hộ trì chánh pháp. Những người như thế, cất chân một bước, tức là bước lên thiên đàng. Đời vị lai hưởng phúc như cây đệ gia, đó gọi là người tối thượng thiện. Thế nào là ác tâm? có những chúng sanh khi tới chùa chỉ dòm ngó xin chúng tăng như là đòi mượn tiền mượn của hoặc chỉ trích chư tăng vạch tỏ những lỗi lầm chuyên chủ phá hoại mà thôi hoặc ăn của tăng không có tâm hổ thẹn nào bánh quả rau đậu cấp mang về nhà những con người như thế chết đọa vào địa ngục thiết hoàng vạt nước sôi lò than núi dao rừng kiếm phải bị trừng phạt đó tức là kẻ tối dạ ác nhân phật lại dặn a nan tôi rằng phải răng bảo cho đệ tử của đời mai sau khi đến chùa phải cẩn thận chớ phạm của tam bảo phải gắng sức tôn sùng thành thật chớ có thoái tâm nghe theo lời phật tới khi ngài di lặc xuất thế quyết định được độ thoát không nghi ngờ phật nói đời nay cướp lột áo của người ta, chết đọa vào địa ngục hàng băng, sau đọa làm loài tầm, bị người nung nấu kéo tơ. Đời nay chẳng muốn đốt đèn sôi kinh, cúng tượng, chết đọa vào địa ngục hắc ám trong núi thiết phi. Đời nay làm kẻ đồ tể mổ giết chúng sanh, chết đọa vào trong địa ngục đau sơn kiếm thụ. Đời nay ham đi săn bắn hít chó thả chim ưng làm mồi sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết cứ đời nay hay làm hạnh tài dâm sau khi chết đọa vào trong địa ngục đồng trụ thiết sàng đời nay chứa nhiều vợ sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết khải đời nay chứa nhiều chồng sau khi chết đọa vào địa ngục độc xà Đời nay hay thui luộc gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hôi hà. Đời nay hay cạo lông lợn, nhổ lông gà, sau khi chết đọa vào địa ngục hoặc thang. Đời nay hay hoạn thiến chó lợn, sau khi chết đọa vào trong địa ngục tiêm thạnh. Đời nay hay uống rượu say, sau khi chết đọa vào trong ngục uống nước đồng đời nay hay cắt chén chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết luân. Đời nay lấy trộm quả trái của tăng chúng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết hoàng. Đời nay hay ham ăn ruột thịt chó lợn, sau khi chết đọa vào trong địa ngục phân nước giải. Đời nay hay ăn gỏi cá, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đao lâm kiếm thụ. Đời nay làm mẹ ghẻ ca nghiệt với con chồng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hỏa xa. Đời nay hay nói đâm thọc hại nhục người, sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạc thiệt. Đời nay hay nói dối, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết chăm. Đời nay hay sát sanh cúng tế tà thần, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đối. Đời nay làm bà đồng, khi lên đồng, giả làm lời nói của quỷ thần để dối lừa người ta, lấy tiền của. Sau khi chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Đời nay làm bà đồng, nhắm mắt, nhìn xuống đất, dối người lên trời lấy thần hồn. Kẻ đó sau khi chết, đọa vào trong địa ngục trảm yêu chặt ngang lưng. Đời nay làm bà đồng bảo người ta sát sanh cúng tế để cầu ông thần lớn hoặc họa ngũ đạo, thổ địa, thổ công, ông hoàng bà chúa. Tất cả như thế đều là lừa dối kẻ ngu lấy tiền. Sau khi chết, đọa vào địa ngục trước, bị quân ngục tuốt băm chém, mổ xẻ thân thể, lại bị con chim mỏ sắc mổ môi hai con mắt đời nay làm thầy bối, phù thủy, ông đồng hoặc thầy địa lý, chôn cất mộ mã, xem gia trạch, đoán các hung, năm họ tiện lợi, an long giận mạch, trấn ác suy họa, để lừa dối kẻ ngu lấy tiền, nói càng những điểm tốt xấu. Các bọn người này sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đồng. Có rất nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó để mổ mốc thịt ăn rai rỉ gân xương chịu khổ vô cùng. Đời nay làm thầy thuốc lừa dối chữa bệnh người không lành để lấy tiền. Sau khi chết, đọa vào địa ngục châm chích, toàn thân bị thiêu đốt. Đời nay làm kẻ phá tháp, phá chùa, lường gạt chư tăng, bất hiếu với cha mẹ. Sau khi chết, đọa vào đại địa A Tỳ qua tám địa ngục lớn và các địa ngục nhỏ một trăm ba mươi sáu sở lâu một kiếp hai kiếp chưa đến năm kiếp rồi sau đó mới được ra nếu gặp bậc thiện tri thức giáo hóa phát tâm bồ đề bằng không lại đọa địa ngục Phật nói làm thân người rất hồi thối dơ bẩn đầy lòng giận tức khó gỡ bỏ phải biết kẻ đó kiếp trước đã làm giống lạc đà nay được tái sanh người hay đi đây đi đó ăn khỏe không tránh nguy hiểm khó khăn kẻ đó trước làm giống ngựa được tái sanh người hay xông pha đi nắng đi rét tâm không ghi nhớ kẻ đó trước làm giống trâu được tái sanh người nói to hòm hõm không biết hổ thẹn thiếu ái niệm không phân biệt phải trái kẻ đó trước làm giống lừa được tái sanh người hay tham ăn thịt làm gì cũng không sợ kẻ đó trước làm giống sư tử được tái sanh người thân cao lớn mất tròn tánh hay lận tránh những nơi đồng ruộng và ghét bỏ vợ con kẻ đó trước làm giống hổ được tái sanh người lông trên mình dài mắt nhỏ không muốn ở yên một chỗ kẻ đó trước làm giống chim được tái sanh người có tánh phản phúc lại hay sát hại sâu trùng kẻ đó trước làm giống giả hồ mà tái sanh người có lực khỏe mạnh cường tráng ít dâm dục không yêu vợ con kẻ đó trước làm giống chó sói mà tái sanh người không ham mặc áo đẹp tánh hay rình bắt kẻ gian phi và ít ngủ đa sân nộ kẻ đó trước làm giống chó mà tái sanh người ham dâm dục và hay nói lại được nhiều người yêu kẻ đó trước làm giống chim vẹt mà tái sanh người hay vui trong dân chúng lời nói nhiều phiền phức kẻ đó trước làm loài chim yển mà tái sanh người thể vóc bé nhỏ ham dâm dục ý chẳng chuyên định thấy sắc đẹp sanh tâm say mê kẻ đó trước làm loài chim sẻ được tái sanh người mắt có sắc đỏ răng ngắn khi nói thì sùi bọt mép như xà bông nằm thì cuộn mình lại kẻ đó trước làm loài trăng rắn được tái sanh người lời nói ra có tánh giận tức không quan sát nguyên do ý nghĩa miệng thở ra lửa độc kẻ đó trước làm giống bọ cạp rết mọt gỗ được tái sanh người hay ngồi một mình ăn đêm ít ngủ kẻ đó trước làm loài hồ được tái sanh. Kẻ hay đào tường khuét vách ăn trộm, tham của, đầy lòng án giận, không có tình thân sơ. Kẻ đó trước làm loài chuột được tái sanh. Phật nói, kẻ phá hoại chùa tháp, cất giấu của tam bảo làm riêng của mình để ăn dùng, chết đọa vào địa ngục A Tỳ. Từ địa ngục được thoát ra lại đọa làm thân súc sanh như chim bồ câu, chim sẻ, chim uyên ương, chim oanh vũ, chim thanh tước, cá, giải, khỉ, vượng, hưu nai. Nếu được làm người, phải đọa thân hoàng môn hoặc con gái hai căn, không căn hay kẻ dâm nữ. Làm người hay tức giận, chết đọa làm loài rắn độc, sư tử, hổ báo, gấu bi, mèo, hồ, chim ưng, gà, nếu được làm người hay nuôi gà lợn kẻ đồ nhi mổ chiếc trâu lợn kẻ săn bắn kẻ chài lưới bắt cá và quân canh ngục làm người gặp phật pháp mà ngu si chẳng hiểu đạo khi chết đọa làm loài phôi lợn trâu dê trâu nước rận chí ruồi mũi kiến các thân hình nếu được làm người thì mù điếc câm ngọng, vù còng, cắt căn không đủ, không hay thọ giáo pháp. Làm người hay kiêu mạng, chết đọa làm loài bọ trong đống phân hoặc làm lừa chở nặng, loài chó, loài ngựa. Nếu được sanh làm người, phải đọa làm thân nô tỳ nghèo cùng ăn mày bị mọi người khinh rẻ. Làm người mà được chức vị quan quyền lại tham lấy của dân, đọa vào trong địa ngục nhục sơn lúc đó có trăm ngàn muôn quỷ thủ lại cắt thịt mà ăn đời nay phá trai ăn đêm sau khi chết đọa làm loài quỷ đói trăm ngàn muôn năm không được ăn uống lúc bước đi trên đầu phun ra lửa đời nay ham cởi trần ngồi sau khi chết đọa làm loài trùng hàng vọ đời nay hay mang cấp độ trai dư về ăn uống chết đọa vào trong địa ngục nhiệt thiết sau khi sanh vào cõi nhân gian mắc chứng bệnh yết hậu và chết non đời nay lễ phật đầu chẳng sát đất chết đọa vào địa ngục đảo huyền sau khi sanh vào cõi nhân gian phần nhiều bị lừa dối đời nay lễ phật không chấp tay sau khi chết sanh nơi biên địa làm nhiều thu hoạch ít. Đời nay, nghe tiếng chuông không ngồi dậy, sau khi chết đọa vào trong loại trăng, thân to dài, bị vi trùng môi rút ăn. Đời nay, chấp hai tay vùng lại với nhau để lễ Phật. Chết đọa vào địa ngục phản phọc, sau sanh trong đạo người gặp nhiều việc ác. Đời nay chấp tay mà năm thể rạp xuống đất, chí tâm lễ Phật, đời sau thường được sinh vào nhà tôn quý, thụ hưởng khoái lạc. Người ưa giận và buồn phiền là do đời trước có bệnh điên cuồng. Người bị con ngươi lệch về một bên, mắt lát là do đời trước hay nhìn trộm phụ nữ. Người đời nay bên vợ mắng cha mẹ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm thiệt. Đời nay lấy nước đổ vào rượu rồi bán cho người ta. Sau khi chết, phải đọa làm loài trùng trong nước. Khi sanh cõi nhân gian, mất chứng bệnh thủng và đoạn khí mà chết. Phật lại bảo a nan tôi rằng, như trên ta đã nói rất nhiều các sự đau khổ đều do nghiệp thập ác mà ra. Thượng là nhân duyên địa ngục, trung là nhân duyên súc sanh, hạ là nhân duyên ngạ quỷ, tội sát sanh khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh sau được sanh làm người phải hai thứ quả báo một là chết non hai là nhiều bệnh tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh sau được sanh làm người phải hai thứ quả báo một là nghèo cùng hai là chung của không được xài tự do Tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ xúc sanh, sau được sanh làm người phải hai thứ quả báo. Một là vợ không trinh lương. Hai là hai vợ tranh nhau không theo ý mình. Tội nói dối cũng khiến chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ xúc sanh, sau được sanh làm người phải hai thứ quả báo. Một là phần nhiều bị người phỉ bán. Hai là thường bị người ta lừa gạt. Tội lưỡng thiệt cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngã quỷ súc sanh. Sau được sanh làm người, phải hai thứ quả báo. Một là bị họ hàng phá hoại. Hai là bị anh em họ hàng tệ ác. Tội ác khẩu cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Sau được sanh làm người, phải hai thứ quả báo. Một là thường phải nghe tiếng ác hay là có nói ra điều gì tranh cãi kiện tụng. Tội ỷ ngữ cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, sao được sanh làm người phải hai thứ quả báo. Một là nói phải chẳng ai tin. Hai là lời nói không được rành rọt. Tội tham dục cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, sao được sanh làm người phải hai thứ quả báo. Một là tham tài không chán, hai là cầu nhiều không tỏa ý. Tội sân hận cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, sao được sanh làm người phải hai thứ quả báo. Một là thường bị người ta chỉ trích tội lỗi. Hai là thường bị người ta làm não hại. Tội tà kiến cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Sao được sanh làm người phải hai thứ quả báo? Một là thường sanh vào nhà tà kiến. Hai là tâm thường nịnh hót không được ngay thẳng. Các Phật tử nên biết nghiệp thập ác như thế đều là mọi sự đau khổ chứa chất một nhân duyên lớn. Khi bấy giờ trong đại chúng có người đã tạo nghiệp thập ác nghe Phật nói khổ báo của địa ngục như thế, tự kêu khóc sợ hãi mà bạch Phật rằng. Lại Đức Thế Tôn, đệ tử chúng con phải làm hạnh lành gì mà được thoát khổ ấy? Cuối xin Đức Thế Tôn chỉ bảo cho. Phật nói, các người hãy giáo hóa cho hết thải chúng sanh chung làm nghiệp phước. Thế nào là tu phước? Nếu có chúng sanh nào đời nay là một người đại hóa chủ đứng ra xây cất chùa, tháp, tinh xá, đời vị lai được phước làm quốc vương, thống lãnh vạn dân khắp nơi đều quy phục. Đời nay làm ốc phương trung chánh, duy na, luân chủ, đời sau sẽ được làm phương thần, phụ tướng, châu quận đầy đủ tôn sang. Đời nay khuyến hóa nhiều người làm các việc công đức, đời vị lai sẽ được làm người trưởng giả giàu sang mọi người kính lễ bốn đường khai thông. Đời nay hay rút đèn nối sáng, đời sau sanh vào cung trời nhật nguyệt, quang minh tự chiếu soi. Đời nay hay làm việc bố thí và từ tâm nuôi dưỡng sanh mạng, đời sau sanh nơi giàu có, ăn mặc tự nhiên. Đời nay hay cho người thức ăn uống, đời sau nơi sanh, bếp trời tự đem lại, sức lực đầy đủ thông minh trí tuệ, biện tài, thọ mạng lâu dài. Cho thức ăn loài súc sanh được bách bội báo. Cho thức ăn kẻ nhất xiển đề được ngàn bội báo. Cúng dường thầy tỳ kheo trì giới được vạn bội báo. Nếu cúng dường các vị Pháp sư lưu thông đại thừa giảng tuyên tạng bí mật của Như Lai, khiến cho đại chúng khai thông tâm mắt được vô lượng báo cúng dường bồ tát chư phật thọ báo vô cùng cúng dường ba bậc người phước báo vô tận một là chư phật hai là cha mẹ ba là bệnh nhân một lần cúng món ăn mà được phước báo vô lượng như thế nếu hay thường cúng dường thì phước ấy bao giờ cùng tận được đời nay số nước tắm cho chúng tăng đời sau sanh chốn áo mặc tự nhiên có mọi người kính lễ, thân hình đoan chánh, mặt mắt tươi đẹp. Đời nay hay tán dương Phật và ham đọc tụng kinh Pháp, sanh thân đời sau, tiếng nói hòa nhã nhiệm màu, ai nghe tiếng cũng vui mừng. Đời nay hay dự giới, sanh thân đời sau đoan chánh oai nghi là bậc tối thắng trong loài người. Đời nay hay đào giếng hoặc để chung, để thùng nước cho người qua lại dùng trong cây bên đường cho người nghỉ mát đời sau sanh xứ nào cũng làm nhân vương trăm mùi ăn uống nghĩ tới là có đưa lại đời nay hay viết chép kinh pháp cho người đọc đời sau sanh xứ nào miệng miệng đa tài học pháp gì nghe qua một lần đã thấu hiểu chư Phật Bồ Tát thường thường gia hộ là tối thắng trong loài người và thường làm bậc thượng thủ đời nay hay bắt cầu hoặc chở thuyền cho người qua sông. Đời sau, sanh xứ nào đều có đầy đủ bãi báo, mọi người khen kính và chiêm ngưỡng, đi lại ra vào được người nâng đỡ. Phật bảo A Nan tôi rằng các chỗ trong kinh như ta nói nhân quả khuyên chúng sanh đọc tụng tu hành được qua khỏi khổ nạn nếu nghe kinh này sanh lòng phỉ bán kẻ đó ngay đời hiện tại lưỡi sẽ bị rơi rụng. khi đó a nan tôi bạch Phật rằng: lại đức Thế Tôn kinh này tên gọi là gì và khuyến phát thế nào? cuối xin ngài chỉ giáo. Phật bảo a nan tôi rằng: kinh này tên là thiện ác nhân quả, cũng gọi là kinh Bồ Tát phát nguyện tu hành, thọ trì như thế khi Phật nói kinh xong, trong chúng có tám vạn người trời phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề và có trăm ngàn người con gái chuyển nữ thành nam. Một ngàn hai trăm ác nhân bỏ ý ác, biết đời trước của mình. Vô lượng trời, người được vô sanh nhẫn, thường được hưởng khoái lạc. Vô lượng thính giả sanh trong cõi tịnh độ cũng được làm bạn với chư Phật Bồ Tát. Hết thải đại chúng về nhà làm phước. Hoan hỷ phụng hành